Sách tiết lộ từng kiệt sức đến mức ngủ trong thang máy, không biết yêu bản thân vì công việc bận rộn. Thời điểm lịch trình công việc dài đặc, Sách cho biết anh kiệt sức đến mức ekip phải dừng thang máy lại để anh chợp mắt. Tại buổi họp báo ra mắt MV Từ nơi tôi sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 8, Sách đã có những chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn, thử thách mà mình đã trải qua. Nam ca sĩ cho biết vì lao mình vào công việc mà anh không biết yêu thương bản thân, từng mệt đến mức ngủ gật trong thang máy. Cụ thể, Sách chia sẻ, có một khoảng thời gian mình chững lại, đi chậm, suy nghĩ và yêu thương cuộc sống này nhiều hơn. Mình nhìn gia đình nhiều hơn, nhìn fan của mình và nhìn tất cả mọi vật xung quanh chậm rãi lại, thì tự nhiên mình thấy có sức sống hơn và yêu bản thân nhiều hơn. Vì trước đó mình cứ lo làm việc ngày này qua ngày khác. Thậm chí có những hôm mình mệt quá ngủ trong thang máy, ekip phải dừng thang máy lại 5 phút để cho mình ngủ. Không phải vì mình muốn than thở đâu, nhưng mà thật sự nhìn em ốm yếu thế này, nhưng mà tần suất công việc nhiều quá, nên mình quên mất mình phải làm gì cho cuộc sống này. Trở lại sau một năm sống chậm, rất là chú ý với MV Từ nơi tôi sinh ra. Đặc biệt sự xuất hiện của siêu sao bóng đá Messi càng khiến MV nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, mọi thứ lại không hề suôn sẻ khi chính điều này đã đẩy Sách vào những ồn ào đến mức lao đao. Theo đó, vào thời điểm MV được phát hành, mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn phía Sách đã bỏ ra 60 tỷ đồng để có được khung hình cùng với Messi. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ lên tiếng chậm trễ đã gây ra nhiều hệ lụy tiếp theo. Chỉ ít ngày sau khi MV được phát hành, Sách bị chính người trong cuộc ngầm tiết lộ hình ảnh của Messi trong MV là sử dụng trái phép. Bởi lẽ trước đó, cả hai bên đã thỏa thuận rằng hình ảnh chỉ được sử dụng nhằm lưu giữ kỷ niệm hoặc cùng lắm là những thước phim tài liệu. Tuy nhiên, việc Sách tự ý đưa hình ảnh Messi vào MV được cho là đã làm trái với cam kết ban đầu. Sách bị doanh nhân Quốc Cường, người đưa anh đến gặp Messi, tố sử dụng hình ảnh trái phép của Messi. Cho đến ngày 5 tháng 9, phía nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng thông qua cuộc phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ. Theo đó, nam ca sĩ cho biết bản thân đã phải chi một khoản kinh phí rất lớn cho những người kết nối để gặp Messi, không phải chuyến đi ké như mạng xã hội đang lan truyền. Đồng thời, anh cũng khẳng định rằng thông tin liên quan đến con số 60 tỷ không phải do ekip của mình tung ra. Về việc sử dụng hình ảnh của Messi vào MV Từ nơi tôi sinh ra, Sách nói, tôi sẽ không làm video nếu không được sự cho phép từ ban đầu. Trong chuyến đi gặp Messi, tôi đã trao đổi và xin phép việc sử dụng hình ảnh. Phía Messi đã đồng ý với điều kiện mình không sử dụng hình ảnh Messi cho mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia.